cùng Như Ý Chuyện lại bị khán giả chê bai vì kỹ xảo bị giả tạo, không xứng với kinh phí 2.136 tỷ đồng. Cùng với Diên Hy Công Lược, bộ phim cung đấu vừa lên sóng Hậu Cung Như Ý Chuyện do Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa thủ vai chính đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc và Việt Nam. Ngay từ những tập 1 và 2 của phim, cư dân mạng không khỏi soi mói thật kỹ tìm thấy nhiều điểm khen chê khác nhau. Đối với những người hâm mộ của bộ truyện Hậu Cung Như Ý Chuyện, phim mang đến khá nhiều sự hài lòng. Nhưng với những khán giả mới chưa từng đọc qua, họ lại cảm thấy phim chưa giống như mong đợi. Bên cạnh việc chê bai màu sắc phục trang, khăn quàng cổ cũng như giọng nói của Thanh Anh do Châu Tấn đóng, hay chỉnh sửa ảnh chế giễu đôi hoa tai của Hi Quý Phi thành hình đầu chuột Mickey. Mới đây trên Weibo lại xuất hiện thêm tình tiết mới. Cụ thể trong một cảnh quay ngoài sân vườn, hồ hoa sen tưởng chừng là điểm nhấn mát xanh thì bỗng trở thành điểm trừ lớn. Không biết có phải là vào thời điểm quay phim không đúng vào mùa sen nở rộ hay đoàn làm phim không kiếm được những cây lá sen cho phù hợp. Thế nên điều này đã được giải quyết bằng kỹ xảo. Mặc dù kỹ xảo đồ họa của Trung Quốc trong những năm gần đây đã được ngợi khen rất nhiều thông qua các bom tấn điện ảnh, thế nhưng ở địa hạt phim truyền hình, để tiết kiệm kinh phí cho những chi tiết nhỏ nhặt này, đoàn làm phim đã không đầu tư đúng mức. Những cảnh sen giả đến tội nghiệp và trở thành chủ đề để cư dân mạng bàn tán trên Weibo. Hiện tại, phía ekip sản xuất Hậu Cung Như Ý Chuyện vẫn chưa lên tiếng về sự việc này. Tuy nhiên, hy vọng những kỹ xảo không đẹp mắt như cây sen ở trên sẽ chỉ là tiểu tiết và không xuất hiện lại trong số phim có kinh phí lên đến 600 triệu nhân dân tệ này. We'll be right back.